với chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày cùng với đài truyền IBC TV qua các băng tầng tại hai miền Nam Bắc tiểu bang California, 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc, 27.7 tại Houston, Texas, phủ sóng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada của hệ thống Galaxy 19 được cập nhật mọi lúc mọi nơi qua trang bài điện tuần toán toàn cầu ibctv.us cũng như quý vị có thể đón xem bằng cách surprise vào YouTube và Facebook IBC TV Official. Chương trình tin tức tổng hợp 8 giờ sáng ngày mùng 4, 4 Tết cùng với sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh Minh Đăng và ban tin tức, chúng tôi xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Và sau đây như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số điểm tin chính như sau. Chiến dịch tái tranh cử của ông Biden tham gia TikTok để thúc đẩy các cử tri trẻ. Ukraine sẽ sản xuất hàng ngàn máy bay không người lái tầm xa vào năm 2024. Người Phần Lan nói chúng tôi có một tổng thống tốt sau khi ông Stubb thắng tăng, thắng cử tổng thống. Các con tin được giải cứu thoát khỏi Gaza đoàn tụ với những người thân yêu. sự không chắc chắn về chính phủ tiếp theo ngày càng nặng nề sau cuộc bầu cử ở Pakistan. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Minh Đăng. Bắt đầu sẽ là tin tức liên quan đến tình hình chính trị tại Hoa Kỳ. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden tham gia TikTok để thúc đẩy các cử tri trẻ. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã tham gia ứng dụng video ngắn dạng TikTok vào hôm ngày Chủ nhật, sử dụng Super Bowl để NFL khởi động tài khoản mới nhằm tiếp cận các cử tri trẻ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Việc ra mắt chiến dịch trên TikTok rất đáng chú ý vì ứng dụng này thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance đang được xem xét ở Hoa Kỳ vì những lo ngại tiềm ẩn về an ninh quốc gia. Một số các nhà lập pháp Hoa Kỳ từ lâu đã kêu gọi cấm ứng dụng này vì lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng hoặc là ảnh hưởng đến những gì mọi người nhìn thấy trên ứng dụng. Đoạn băng do tài khoản Biden Harris HQ TikTok đăng tải cho thấy ông Biden trả lời các câu hỏi dùng dập chẳng hạn như liệu ông ủng hộ cho đội Kansas City Chiefs hay là đội San Francisco 49ers trong Super Bowl và liệu ông ấy đang xem trận đấu hay là quảng cáo. Ông Biden nói đùa rằng ông sẽ gặp rắc rối với vợ nếu không nói về Philadelphia Eagles và rằng ông đang theo dõi trận đấu. Ukraine sẽ sản xuất hàng ngàn máy bay không người lái tầm xa vào năm 2024. Bộ trưởng kỹ thuật số của Ukraine cho biết, Ukraine sẽ sản xuất hàng ngàn máy bay không người lái tầm xa, có khả năng tấn công sâu vào Nga vào năm 2024 và hiện đã có tới 10 công ty chế tạo máy bay không người lái có thể tiếp cận Moscow và Saint Petersburg. Ông Mikhail Fedorov đã nói, ngành công nghiệp máy bay không người lái thời chiến mà ông đã ủng hộ trong một cuộc phỏng vấn ở Kiev. Trong đó, ông tiết lộ những chi tiết mới về lĩnh vực này sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong những tuần gần đây. Ông Fedorov, 33 tuổi, là trung tâm trong nỗ lực của Ukraine nhằm nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp quân sự tư nhân nhằm đổi mới và xây dựng ngành công nghiệp máy bay không người lái khi chiến tranh bước sang năm thứ ba và Ukraine đang tìm kiếm những cách thức mới để chống lại các lực lượng của Nga. người phần lan nói chúng tôi có một tổng thống tốt sau khi ông sov thắng cử tổng thống những người đi làm phần lan trong đầu tuần này cho biết họ rất vui mừng sau khi ông alexander Storp của đảng liên minh quốc gia trung hữu giành chiến thắng rất sao trong cuộc bầu cử tổng thống vào hôm ngày chủ nhật đánh bại thành viên đảng xanh cấp tiến Pekka havisto ông Storp, người thân âu châu và là người ủng hộ mạnh mẽ ukraine người có lập trường cứng rắn đối với nga đã tuyên bố mình là người chiến thắng sau khi giành được 51.6% số phiếu bầu, khi 99.7% số phiếu đã được kiểm so với 48.4% của ông Havesto. Satu laplan lennon một cư dân của Helsinki, cho biết, Tôi thực sự vui mừng vì ông Alexander Stolp đã giành được chiến thắng và tôi ước rằng ông ấy sẽ đại diện cho Phần Lan một cách tốt đẹp, phát triển mối quan hệ của chúng tôi với các nước khác, với Âu Châu, với Hoa Kỳ và với NATO. Cuộc bỏ phiếu đánh dấu một kỷ nguyên mới ở Phần Lan, quốc gia có nhiều thập kỷ đã bầu ra các tổng thống để thúc đẩy ngoại giao, đặc biệt là với nước láng giềng Nga, và chọn không tham gia các liên minh quân sự để xoa dịu căng thẳng giữa Moscow và NATO. Các con tin đã được giải thoát khỏi Gaza, đoàn tụ với những người thân yêu. Các con tin đã được giải thoát khỏi Gaza đã đoàn tụ với họ hàng và người thân tại một bệnh viện ở Ramat Gan vào hôm thứ Hai, Israel đã giải thoát hai con tin người Israel gốc Argentina ở Rafah vào hôm thứ Hai dưới vỏ bọc của các cuộc không kích mà các giới chức y tế địa phương cho biết đã giết chết 67 người Palestine và làm bị thương hàng chục người ở thành phố phía nam của Gaza, nơi ẩn náu cuối cùng của khoảng nửa một triệu thường dân phải di dời. Quân đội Israel cho biết một hoạt động phối hợp của quân đội Israel, cơ quan an ninh và nội địa Shin Bet và đơn vị cảnh sát đặc biệt ở Rafah đã giải thoát Fernando Simon Marman, 60 tuổi, và Luis Herr, 70 tuổi. Quân đội cho biết hai người đàn ông này đã bị Hamas bắt cóc từ Kibbutz Nerjigat vào ngày 7 tháng 10, trong số khoảng 250 người mà Israel cho biết đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của phiến quân gây ra cuộc chiến ở Gaza. Sự không chắc chắn về chính phủ tiếp theo ngày càng nặng nề sau cuộc bầu cử ở Pakistan. Khi cuộc bầu cử quốc gia Pakistan kết thúc mà không có đảng nào giành được đa số trong quốc hội, sự không chắc chắn về việc liệu một chính phủ mới có thể được thành lập hay không ngày càng nặng nề hơn trong người dân tại quốc gia này. Kết quả cuối cùng của quốc gia bầu cử Pakistan đưa ra, các đảng độc lập, đưa cựu thủ tướng Imran Khan hậu thuẫn dẫn đầu với 93 trên 264 ghế đảng của một cựu thủ tướng khác, Nawaz Sharif, đứng thứ hai với 75 ghế sau cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ năm. Thiếu đa số rõ ràng, nhưng đây là đảng lớn nhất trong quốc hội khi các đảng độc lập của ông Khan tranh cử với tư cách cá nhân. Nhà phân tích chính trị Amizia có trụ sở tại Karachi đã nói với hãng thông tấn Roster rằng: "Chúng tôi thấy rằng một chính phủ liên minh sẽ được thành lập trong những ngày và tuần tới, nhưng tôi nghĩ rằng sự thương lượng rất khó khăn từ tất cả các đảng chính trị." Đến đây chương trình tin tức xin được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Minh Đăng và Vũ Quang Minh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin về việc Gala Opera Trung Quốc nhân lễ hội mùa xuân 2024 được tổ chức hay là bản tin về việc gần 4.000 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông trong 2 ngày Tết tại Việt Nam hay là bản tin về việc phi trường Tân Sơn Nhất lại tất bật đón khách trở lại thành phố Sài Gòn và những bản tin mới được cập nhật. Xin quý vị tiếp tục đón xem.